chén món đỏ đỏ. Đỏ đỏ cái canh, xanh xanh là rau cỏ. Đúng rồi. Tái tái là thịt nhúng. Đúng rồi. Trắng trắng là màu này, màu này giống áo màu Bắc Khánh nhở? Ờ. À, xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay tưởng trời mưa sáng mưa to, bây giờ lại nắng rồi anh em ạ. Hôm nay anh em mình không đi nương không đi giếc được thì anh em mình sẽ cắt cơn bữa cơm tại nhà chung nhá mọi người nhá. Và sẽ gọi chú Vĩnh sang cắt cơn cùng. Đúng 12 ngày, ngày thứ 3, ngày thứ 13 là hôm thèm nay. Chú ấy từ tối hôm qua rồi, chú ấy bảo sẽ ra cắt cơn ở nhà chung cùng các bạn ạ. Em thêm gọi chú Vĩnh cho. Anh em mình hôm nay do chú Vĩnh không tiếp xúc với nước được nên này, hôm nay anh em mình cắt cơn tại nhà chung nha các bạn nhá. Và mục đích của anh em mình là sẽ cắt cơn với chú Vĩnh. Ô, bác ấy nhắn không được làm cùng anh em rồi. Chắc là đi có việc rồi. Hả? Chắc không ra nắng được rồi. Ờ. Không lên nét được nhỉ đây. Không lên nét được. À. Đây, chú Vĩnh lại không được tham gia anh em ạ. Thế bảo tối hôm qua bảo tham gia được mà nhỉ? Tối hôm qua ok, bây giờ sáng nay ông ấy chắc lại có việc, gì. Vậy anh em ơi. Ngon thế này mà chú Vĩnh không tham gia với anh em mình tiếc nhờ. Ý thế. Tối hôm qua mà ok rồi mà, sáng nay. Đây lịch, lấy lịch rồi nhớ. Hôm qua anh em mình hẹn với nhau rồi các bạn ạ, cũng bảo với chú Vĩnh là mình sẽ chú đánh canh cho chú Vĩnh cho em Thơm với cả bác Khánh chiến. Rồi, ok. Nhân là bây giờ băm nhân á em Thơm ạ. Ừ. Vĩnh không đến thì phải chịu thôi. Rồi, ngon chưa? Không anh, mấy anh em mình tự chiến vậy. Tí chụp hình cho chú ấy. Nhúng anh em ạ. Nước canh anh em ạ. Nhúng tái. Ừ, kiểu lẩu ấy nhưng mà mình không phải là lẩu. Không phải là lẩu hẳn mà là tái, nó gần lẩu thôi. Ôi, mưa xuống người anh em ạ. Chịu thời tiết này nhà mưa liên tục nhỉ. 2 tuần rồi anh em ạ. Mưa trên anh em mình. Okay, 2 tuần ngày nào cũng mưa. Ôi hôm nay em Thơm đấy tiếp canh cho ăn mọi người ạ. Thằng thật. Đấy. Đâu rồi anh em mình không chiến tiếp canh hay anh em ạ. Đây bác Khánh thì đang làm nước nó để cái nhà em Thơm thì đang làm nhân. Rồi. Hôm nay anh em mình chỉ ăn tiếp canh và thịt cái thôi. Không ăn chịu được ạ anh em ạ. Ngon lắm bác Khánh ạ. Mày nhắc được ngon và ngậy đấy anh Thơm ạ. Đấy. Cái này cành siêu to khổng lồ anh em nhá. 10 bát anh nhỉ? À, phải 10 bát không? 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi, 4 đôi, 5 đôi đúng không? Quá. Hôm nay là tiết canh bò nha anh em nhá. Hòa từng bát một. Né cho vào đi. Cho tôi đi. Bát con. Tỷ lệ thế nào chú Dũng? 2-1 à? Rồi. À 1-2 à? Cho vào cái này đi. 1 nước 2 tiết. À 1 tiết 2 nước anh em ạ. Đây. Cái tiết canh này anh em mình đi mua nha anh em nhá. Mua nhà một ông chú ở trên mình chuyên thịt. Rồi. Đấy. Ôi, nghe thấy đâu. Cái này nguội chưa? Nghĩ. Chắc nguội quá. Chưa? Được rồi. Được rồi, được rồi đúng không? À. Tiết này là không khuyến cáo anh em ăn nhá, trong nhóm nha mọi người nhá. Anh em sẽ nhúng như kiểu ăn nhiều thịt cá. Có đầy á bác Khánh. Sợ không đủ thôi. Thế thì mình giảm tiết xuống. Lấy về lấy ba con múc đi, lấy ba con múc lại đi nhưng mà thôi kìa, thôi được. Được, một bát này đầy tí. Còn mấy bát không được. Mình giảm cái kia xuống tí. Em cho mông ngoái đây. À, từ từ. Anh em mình mục đích của anh em mình sẽ nhúng ăn thôi. Chứ không khuyến cáo anh em ăn nhiều tiết canh tiết giác đâu mọi người ạ. Cơ bản là anh em cứ thích ăn ấy. Mình cũng bảo là mọi người hôm nay là cắt cơn tiết canh thì mọi người ăn ít thôi nhá. Rồi mình nấu chín ăn nữa không hết nên mà cả anh em cứ ăn. Anh em thích ăn mà. Lâu lắm rồi, lâu lâu mới được. Với đa số là các lâu lâu mới được bắt tiết canh. Các video mà anh em mình hay quay ấy anh em ạ. Tiết canh này với cá nhảy cá diếc là chẳng ai ép ai cả. Đôi khi là anh em bảo là hôm nay ăn cá nhảy đi, thèm nó lâu rồi không ăn thế thôi. Chứ mấy cái clip kiểu đấy là mình không có ý tưởng lên trước đâu nha. Không dám ý tưởng cho anh em đâu các bạn ạ. Cái này mình nhúng ăn mà. Thêm đi.
Qua đây bác anh. Ý rồi, thật dễ thế hôm nay tiết canh của mình ấy. Ui già già già. Cái này bác Khánh mang viên này sang à? Ừ. Ôi, thì để... Ừ, đúng rồi. Nó đầy quá ấy. Đông đi qua. Ừ. Đông luôn anh em ạ. Nhanh, đông cứng. Úi dồi, úi dồi. Ui, trời, có một người là nhanh thế. Nhanh phết. Nhanh tiêu chuẩn. Cứng quá, sủ, chắc là khó nhai đây. Wow. Riêng mà chắc là ngập hàm mỏ nhỉ. Riêng mà trong nó mình đúng không qua được chú Dũng. Đúng rồi. Chú Dũng là mái đi. Bác Khánh chứ. Trộn cái này nó dễ mà. Nó quan trọng cái này tiết này anh em ạ, tiết này anh em mình cho cả cái rau thơm vào nên nó màu đen nhá mọi người nhá. Nếu mà mọi người mà đánh cho mà tỏi cho gia vị không ấy, à cho thịt không với thì nó sẽ đỏ chót luôn. Anh em mình nhưng mà anh em mình rồi. Đúng rồi, như anh em mình đánh như thế này anh em mình lại không hợp nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn tiết canh ấy, anh em mình vẫn phải có cả gia vị vào thì anh em mình mới thấy ngon. Nó là như thế anh em ạ. Đấy. Cứng. Ui, cái này cứng hơn. Cái này trước mà bác Anh. Ừ. Lúc lên nắng rơi lạnh mưa. Cứng rồi. Nắng mưa. Ôi okay. Da. Ok. Được hết rồi. Ôi giời ơi. Dũng này giỏi thế nhở? Đâu nó ham. Ôi, chiến chưa anh em? Chiến rồi. Lên thôi. Thôi anh em bên anh em mình bên lên thôi. Ờ, tiếp tục đi. Anh em mà cẩn thận nhá. Chiến anh em nhá. Không thì mất ăn đấy anh em ạ. Mất đi chơi. Chẳng nghe như cái này còn mất ăn sao vào mồm đến nơi rồi. Ngập. Rồi mời tất cả anh em nhá, mời anh em mình chiến món các cơn món tiết lẩu tiết anh em mình nhá mọi người nhá. Hôm nay tiết lẩu tiết anh em ạ. Trước bác Vĩnh lại có việc đột xuất mất nhỉ. Có việc đi mất. Không có việc thì anh em hôm nay anh em mình lên này là mời Vĩnh mà. Dán rồi đấy chú Dũng ạ. Cái bìm cam mini này con cá ở trong này nhiều thật anh em ạ. Bị gắt to thì chắc là nhiều đấy. Các bạn ở trong này nó có atiso à? Rượu đấy. Rượu atiso. Mùi khét con rán lắm anh em ạ. Làm gì? Nào lên nào. Mùi bác có vấn đề. Atiso nha mọi người nhá. Mời tất cả anh em nhá. Mời anh em lên atiso. Chiến em nó. Em thơm này. Em thơm mang lên này. Em nó quá ngợi. Em thơm. Nhưng mà hơi nhạt. Ho thế. Sao ăn là ho ấy. Cũng không nhạt anh em. Nó hơi có vị chua chua giống kiểu táo mèo ấy. Cho ít chén này đi, cái này nó sôi rồi. Cho ít mật ong lên thơm ạ, ngọt hơn. Chua cho ngọt vào. Cũng hợp lý nhỉ. Thôi được rồi, cho ít mật ong vào. Cho ít mật ong vào. Đường. Cho đường phèn ấy, đường mía ấy. Đường thịt trắng ấy. Chờ chờ. Thôi em lên chén 2 nhá. Mời nhau sức khỏe thôi nhỉ. Chúc anh em nhá. Mời tất cả anh em nhá. Chỉ có tình cảm thôi, bình thường mà. Thì đó là ghép miếng to lên là được rồi. Anh em mình lên canh trước đi nhỉ. Tình hình bác cả lên trước đi, lên tới canh trước đi. Anh em mình cùng lên đi. Cho nó chất đi. Cho nó chất tí xem nào. Đây xếp đây. Có chưa? Đây. Rồi, thôi anh em mình lên. Anh em lên đi. Anh nhá. Ui giời ơi. Lên. Mời tất cả anh em nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Tiết canh này nào. Ôi. Từ chú xuống đi. Chú xuống lên đi. Bây giờ có cái rán. Chạy ra. Nó ở trong cái này. Bọn anh em lên bác Khánh đây đi. Lên bác Khánh đi. Bác Khánh đi. Rồi mời anh em nhá. Ok, thử đi. Xì li li, lên đây. Xì li li. Vẫn cả vẫn có xì li li à? Cảm ơn nhá. Được rồi. Ngồi không bác Khánh? Quá mát anh em ạ. Theo tuổi thôi. Theo tuổi à? Ừ, anh em vẫn cứ đều chương trình theo tuổi. Ô, quả chanh mình có đúng không bác Khánh? Có. Sao nó ngọt nước thế nhỉ? Ngậy. Ôi giời ơi. Mời tất cả anh em nhá. Trong nhóm có vẻ là mình ăn xấu nhất nhưng mà không biết ăn kiểu gì cho nó đẹp mọi người ạ. Mời mọi người nhá. Số. Đúng rồi. Được không anh ạ? Anh em ai lấy chanh này. Rồi về. Ngon hả? Này. Ngon nhá. Ăn thơm lên. Em mình chiến tranh chứ bằng hoàng nghe thơm nhé. Phải chiến tranh chứ. Thôi mời anh em nhá. Ok. Cho nó ngậy một tí. Nó ngập tí anh em. Ngập. Rồi.
Anh em ạ, à, hôm nay đúng là quá ngợi. Không nói nhìn nhời nữa. Mời tất cả anh em nhá. Ôi. Đỏ đỏ cho anh em. Mời anh em, chiến em đỏ đỏ lên. Được không anh Thơm? Lâu rồi mình không ăn cái canh nhỉ? Lâu rồi dân nhỉ? Vừa. Em nó quá ngọt nước mùng ạ. Quá ngọt, quá ngọt. Quá xương rồi anh em ạ. Mời anh em ấy. Lâu ngày mưa gió anh em mình chiến em tiết canh anh em ạ. Ôi. Ngập anh em ạ. Ôi, quả ớt hơi căng nha anh em nhá. Đây, mời anh em nhá. Đâu mà tiểu rồi mình rót đợi đi. Được một vòng anh em phải làm một chén. Làm một chén tiểu. Đỏ to xuống. Tiếp đây. Ăn nó ngập. Được chứ Dung? Được. Thôi lên, trước đây nha. Lên đi. Quá ngon mà. Nào, thế nha. Mời anh em nhá. Thôi, anh nhá. Thôi, mời bảo ngồi nhá. Nha. Mời anh em. Nha, bóc chanh vào anh em ạ. Thôi lên vào 2 đi nhá. Đi đi. Thử quả bóc chanh vào khác không nhỉ? Ăn thưởng thức anh em ạ. Đây, bóc chanh rồi nha. Ngọt nha, tiết canh ấy. Ngọt nước lắm. Bùi mà. Mời mọi người. Chưa không anh em? Xuống. Rồi. Được. Được của nó ấy. Ây da. Ngon. Tiết canh, bóp chanh vào nó ngậy tí anh em. Được chưa anh? Quá được. Anh em vẫn chứng tỏ anh em mình vẫn thích tiết canh nhỉ. Anh em ạ. Bảo anh em mình sẽ ăn ăn đấy mà anh em mình vẫn máu lắm. Đâu anh em mình cứ phải chiến thôi. Đây anh em ạ. Ngon. Quá ngon nhỉ. Nào, được anh em. Tiếp đến nào. Lâu lắm mới được bát tiết canh. Làm hết bát sẽ làm hết bát này xong này bát thứ hai rồi nhúng ăn thử xem. Theo bác anh thử một bát này. Lại thêm lên luôn đi. Ồ lên, mời anh em nhá. Mời mọi người nhá. Có canh vào đúng không anh ạ? Anh canh nhanh. Quá ngon. Đúng thời trường ra. Đẳng cấp là đây chứ đâu. Đúng rồi. Nên anh chứ đúng, không thì hết đấy. Ôi rồi nhiều lắm anh em mình hôm nay chiến thoải mái mà. Tiết hôm nay ngon, con bò hôm nay tuyệt vời anh em ạ. Chắc là bò tơ anh em ạ. Con này là bò mài. Bò mài là bò như nào? Bò trên đùi hết. Bò tơ ăn của mái à? Nhiều anh em không ăn được là bụng dạ yếu là mọi người không ăn được là sẽ bị đau bụng, nhưng mà anh em nào phải bụng dạ khỏe cho người nhá, ăn món này. Bởi vì nó là món sống mà. Thôi. Ra hết anh em ạ, bằng hành căng đấy. Ngon. Ôi, có tiểu ơi. Quá đỉnh anh em ạ. Rồi. Bác anh hết bát rồi, căng thật bác anh ấy. Cơ bản là đánh cái canh kiểu này mình thấy ngon hơn, hợp vị hơn nhỉ? Rồi. Đánh cho kiểu anh em chưa khó chuyển sang bên này nhá. Để em thơm bác anh bán nó đi, lên thôi, cứ chấp được không? Đi. Ngon mà. Hôm nay nhiều anh em ăn thoải mái. Ăn cho đến no rồi. Nào, lên một chén đây đi. Rồi, ok. Mời anh em nhá. Rồi, sức khỏe anh em nhá, mời mọi người nhá. Xiêng. Xuống. Rồi, bác anh nhúng bát nhá. Ăn nước à? Nhúng được sao? Ê, mình sẽ nhúng đi, nhúng từ xem này. Ăn tiết nhúng nhanh nhé, ăn tiết lẩu tiết đi. Hôm nay mình ăn lẩu tiết mà. Ok. Bác anh nhận đúng sở trường ấy. Ăn tiết canh này không phải đơn giản, nó đầy bụng lắm anh em ạ. Mà nó ngon. Đúng sở trường tiết. Tóc, bác anh ăn tóc nhiều tóc bao lại đỏ ra thêm. Cho hết vào. Ăn cho nó đỏ. Mình ấy nhá, ai ăn thì ăn nhá. Đúng rồi, ok, anh em cho nhá. Nhà mình ăn hôm nay ăn lẩu tiết đấy. Lẩu tiết. Giải phóng một bát cá đôn. À, cái này thôi, chị đó. Ôi, được đấy, cái của mình vừa nhúng đầu tiên đấy. Đâu anh em. Được chưa?
Ừ. Hết chưa chú Dũng? Chưa hết à? À đây 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 đây. Đây anh em ơi, tổng kết bát đi. Đây bạn ơi. Đây okay. Đây các bạn ơi. Đây. Đấy, lẩu tiết anh em nhá. Ăn đúng chuẩn lẩu tiết luôn, rất là ngon nha mọi người nhá, ăn kiểu này. Bạn anh đi đi. Đây đây đây. Thôi đi lẩu tiết thì xem. Ngon ha. Ăn tiết đấy, chắc nó chìm xuống dưới hết rồi. Chú Dũng ạ. Rồi. Ui. Cái miếng to đi. Ăn lẩu tiết là tái chú Dũng ạ. Tái chứ, tiết là phải tái. Ngon. Nó ngọt lắm bác anh nhỉ. Tiết nha, lẩu tiết nha. Ôi trời ơi. Cho nhiều quá nhỉ. Rồi anh bây giờ anh em mình tập trung vào bên nào, bên tái này đã. Rồi mời anh em nhá. Ok. Ừ nó ngon. Rồi anh em ạ. Ngon. Mình bắt 20 nhúng. Ừ. Hết một bát đúng không ạ? À căng nhà em thơ hôm nay cũng được phết đấy. Rồi. Khét đấy chưa? Rồi anh em mình chiến em đầu tiết anh em ơi. Đây, trong nó còn vẫn còn đỏ đỏ một tí anh em nhá. Có lỗi à, vẫn có lỗi cho mày đi. Anh em ạ, gọi là tiết tái. Em thơm làm đi nhanh lên đi. Mời cả mọi nhá. Đấy, để thế này thôi. Thì ở lên nó bác anh ạ. Ngọt lắm. Nó. Xuống rồi. Sẽ đi, mình sẽ chuyển sang thịt nhúng anh em ạ. Đấy. Đây anh em nhá. Đây. Anh em căng chưa? Ô, bác Khánh căng đấy. Tái đấy, trồng tái đấy bác Khánh ạ. Tái mà nhúng nó phải thế này nó ngon đấy, ngon. Tái ăn ngon. Mình nghĩ ăn tái cái đấy ngon đấy. Ngon đúng không? Ừ, ngon. Mình tiết nó hơi lâu chín đấy nhưng mà nhìn tái. Đây. Ô, mình quên làm bát chẩm chéo. Thôi, quên quên này anh em ạ, thôi. Được rồi anh em ạ. Nồi này nồi lẩu thôi, không phải là nồi pịa đâu nhỉ. Pịa. Ê, mời anh em. Đang định làm pịa nhưng mà thôi. Hôm nào chiến. Nói chung anh em cũng ăn nhiều rồi. Trong số anh em mình ăn từ trước đến giờ là đủ cả đời mình, đủ cả đời một anh em ăn rồi đấy. Đúng rồi, nhiều hơn đấy. Ba canh nhỉ. Nha. Thôi anh em đi. Chào món tiết hấp. Quên là tiết tiết nhúng, tiết nhúng. Lẩu tiết. Ôi dồi ôi. Ây dồ. Trời ơi. Nhìn đi. Trong miếng sắc. Nếu mà để nhúng cái này ấy, không cho lạc vào ngon hơn nhỉ? Nếu mà cho lạc vào không ngon nhỉ? Không ngon đâu. Rồi, cho lạc vào không ngon. Bác Khánh làm bát nữa đi. Đây, ăn tóc chung bát đi. Rồi, tiếp bát 2 anh em ạ. Mình một bát. Em thầm chơi khủng thế nhỉ? Ừ. Tiết hôm nay con ạ, ăn ngon. Ngon còn ngọt. Ừ. Mời anh em nhá. Mời anh em. Mời anh em xơi món tiết nhá. Cái hàng trắng đây chú Dung. Hàng trắng à? Đấy. Ngon. Nó mát anh em ạ, ăn đấy. Thôi nhúng thử xem nào. Thôi miếng này thiệt em anh em thôi. Nhúng. Mình cũng chuyển sang bát thứ hai đây. Rồi. Ôi đồ cồng đồng á thật. Đồng áp rồi. Đồng cứng. Giống như nhúng phở ấy. Là ngon lắm này. Bác chiến thử đi rồi, nếu mà ngon thì em mới chiến. Mềm lắm. Mềm lắm, mềm như bún à? Mềm như bún. Bò này bò tơ. Bò bún. Quá ok. Đi thử bác Khánh này. Ngon lắm. Mời anh em nhá. Anh em thoải mái nè, thích nhúng được. Thế được rồi. Được rồi. Anh em ăn lên là miếng thịt tái đi. Thịt tái nó quá ngợi. Nó quá bùi. Mời anh em. Thịt tái anh em ạ. Thịt nhúng. Rồi. Ngon nhờ. Làm ăn thịt chưa? Cái cạnh của nó nhúng cũng có một vị riêng, ăn sống có vị riêng nhờ. Nó thịt mềm hết. Đúng rồi. Rất là rồi. Mình phải nhúng cái này cơ. Đấy anh em ạ. Một này. Hai này. Ba. Đấy. Bốn. Năm. Đấy. Thế nào bác anh? Nước của nó là nước gà anh em ạ. Mềm lắm, ngoài nước đó. Đúng không? Ngon nhỉ. Làm cái lò lò xem nào anh em. Tái rồi lại lò lò. Vào pha vào đi đúng không ạ? Đồng cứng quá bác Khánh ạ. Chắc nó lại khó nhai rồi. Rồi mời tất cả mọi người đây. Wow.
thỉnh thoảng cho thêm đỏ đỏ vào. Thế ạ? Nó mát mát, thêm thêm ạ. Đấy. Ngon không? Được. Nhân của nó đây. Được không bác anh? Người không? Ồ, mình ăn hết ba chén. Thôi anh em ạ. Mình no rồi chứ. No mà ăn cái canh nho. Gần no rồi đấy. Ui. À, em thơm có kiểu ăn lạ thế nhở? À. tái rồi sống à? Ừ. Món ăn lục lạ của em thơm à? Tái gặp tiết sống. Ừ. Ừ. Đi. Máy đi. Ăn như thế quá chuẩn. Được không? Được. Quá anh em phải học hỏi đấy. Thôi, mời mọi người nhá. Lạ thế nhở? Cái này bùi hơn. Anh em chuyến đi. Ngon hơn à? Từ từ anh em cho ngập vào xem nào. Anh em ơi. Bùi hơn đấy. Cái của mình chín rồi, mình ngại đây này.